Xin chào tất cả các bạn nha. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của mình nha. Trong video này mình giới thiệu cho bạn tham gia một chương trình testnet đến từ dự án xe Avalanche chạy trên nền tảng của mạng Avalanche nha các bạn, mạng Avast. Thì chương trình airdrop này như sau nè các bạn. Tổng giải thưởng nó sẽ là pha các bạn chờ mình chút xíu các bạn. Tổng giải thưởng nó là 200.000 token AVN các bạn. Dành chương trình airdrop này dành cho 6.000 ví may mắn các bạn. Thì chương trình airdrop này nó sẽ kết thúc vào 16 giờ ngày 14 năm 2021 các bạn. Thì còn mai nó kết thúc, mai 4 giờ là kết thúc các bạn. Thì để tham gia giải hôm nay các bạn cần có một cái địa chỉ với MetaMask các bạn. Sau đó thì các bạn tích hợp, các bạn gõ từ khóa Chainlist các bạn. Chainlist LG nè các bạn. Các bạn tích hợp mạng Avast vào các bạn. Rồi ta. Các bạn chỉ gõ là Avalanche là ra các bạn. Avast nè. Rồi, Avast thì có hai phần, một phần là Avast Testnet các bạn. Các bạn bấm gì connect vào các bạn. Rồi các bạn add vào xong thì địa chỉ với MetaMask các bạn sẽ có một cái mạng là Avast Testnet các bạn. Rồi sau đó thì các bạn copy cái link này của mình nha các bạn. Các bạn đi Testnet các bạn. Các bạn dán vào các bạn. Rồi dán vào đây thì các bạn bấm vào mục here nè các bạn. Rồi các bạn bấm vào trong cái link quét của nó nè các bạn. Rồi các bạn bấm vào continue, các bạn connect với mình các bạn. Rồi connect với MetaMask nè các bạn. Để mình xác nhận các bạn. Rồi sau khi các bạn connect vào xong thì các bạn chờ chút xíu các bạn. Trong web này lót khá là chậm. Rồi khi vào thì các bạn vào một pocket này các bạn. Để mình đi lấy phí ga nha các bạn. Mình dội phí ga đang mình đi làm testnet các bạn. Chào ta. Vào pocket này các bạn. Các bạn dán địa chỉ của mình vào các bạn. Rồi bạn nhấp vào. Đây thì sao nó không hiện ra những token mình claim tờ. Khi vào thì các bạn yêu cầu token, mình yêu cầu dội phí ga mạng Avast để mình làm testnet các bạn. Các bạn nhấp vào tôi không phải là người máy này các bạn. Chọn tất cả hình. Đây. Rồi, các bạn bấm vào verify này các bạn. Set for share. Verify. Selector. Keep. Chuyện này gì không biết luôn. Verify. Xe biết. Đèn giao thông. Ấy. Nét. Chập. Chọn đèn giao thông nè các bạn. Verify. Tại. Còn verify nè các bạn. Sao không được ta? Taxi. Ui tời. Chọn tất cả hình dung của đèn giao thông. Đèn giao thông tại đây đúng không? Rồi bấm verify nè. Không phải luôn xe buýt. Xe buýt. Verify. Rồi nha các bạn. Các bạn đứng chỗ đây. Các bạn yêu cầu phí ga chừng nào cho được thôi các bạn. Hiện tại trong web này nó bị lỗi các bạn. Cứ khoảng 10 phút 20 phút các bạn vào các bạn. Các bạn vào đây lấy tất cả các cần nè các bạn. Yêu cầu dồi nè. Uni luôn. Tiếp tục. Xe buýt. Verify. Jetson. Dịch qua đường. Verify. Xe buýt. Net. Giao thông. Rồi nha các bạn vào các bạn yêu cầu chừng nào cho được thôi các bạn, tất cả các tô cần này nè, con nào được thì được các bạn cố gắng lấy visa, đặc biệt là con Avast này phải có visa để các bạn làm airdrop các bạn. Rồi sau đó các bạn bấm vào mục supply này các bạn.
Rồi mình đã claim được con Piga là con ETH này các bạn. Các bạn nhấp vào đây nha các bạn. Rồi các bạn bấm vào một mắt này các bạn. Cái này như là mình đi stacking để mà nhận lại con tóc càng ve này các bạn. Trong mắt nè. Rồi bạn bấm vào supply nè. Rồi các bạn vào đi chỉ MetaMask bạn xác nhận các bạn. Rồi mình có cái đồng ve này mình đi farm mới được các bạn. Rồi bạn xác nhận nè các bạn. Mình làm cái video này rất là mất thời gian của mình luôn các bạn. Từ hồi sáng giờ mới được các bạn. Các bạn vào xác nhận cái nữa các bạn. Xanh được chưa không biết. Ok này, màu xanh trên đây là được các bạn. Rồi còn bỏ đi các bạn. Rồi bấm vào đây. Ok mình đã start được 0.0001 token ve này các bạn. Các bạn chờ cho nó thiệt là nhiều nha các bạn. Thì các bạn để kiếm con token ve này thì các bạn cần phải đi dồi nè các bạn. Và cao ác thiệt. Cho BNR thì cho tất cả hình ảnh có núi hoặc đồi này. Núi này, đồi này. Núi này. Núi này. Rồi đi phải thứ. Rồi bấm reward nữa các bạn. Lỗi nữa đi. Sao mà cái dồi này nó bị lỗi hoài ta. Yêu cầu không được. Mình giải supply các bạn. Mình còn mới avat. Mình supply mới avat. Đang mình kiếm cái đồng vẹ. Đang mình đi start nha các bạn. Được 0.9 thì mình chọn 0.4 thôi các bạn. Supply. Rồi các bạn mở địa chỉ mình cho mắt tất cả bạn ra nè. Nó lỗi hoài khó làm video muốn chết luôn. Mấy các bạn tính nét này chua ăn thiệt, không phải là dễ ăn đâu các bạn. Lót rồi, vào xem. Ok, mình đã setup được 0.4 mà. Rồi, mình vào mình yêu cầu cái con VV này kìa. Claim luôn. Em xác nhận. Sau đó các bạn có cái đồng VV này xong thì các bạn vào có thể farm con VV này qua UDT là dưới lãi suất là 941% hàng năm này các bạn. Còn token VV dưới AVAT thì lãi suất là 3.259% này các bạn. Thì các bạn vào farm này các bạn. Các bạn vào chọn vào farm này. Các bạn vào chơi cho. Sao mình claim mà con cái đồng VV này không về, không có đồng VV sao mình farm được các bạn dùng farm thế các bạn. Chương trình testnet này, à mình đã rút về được 0.0018 VV này các bạn. Máy mắc mạng nữa ta. Buôn này rớp VV. Rồi các bạn chọn vào một farm này các bạn. Các bạn chọn mình có cái đồng VV với cái đồng AVAT xong thì các bạn nhấp vào đây nè các bạn. Ấm vào một farm các bạn. Các bạn chọn mắt nè các bạn. Rồi các bạn bấm vào một farm nè các bạn. Cái này đi tết nét thôi các bạn. Rồi các bạn xác nhận giao dịch nữa các bạn. Rồi các bạn xác nhận nữa các bạn. Rồi ta. Rồi các bạn chờ chút xíu nữa các bạn. Rồi như bạn gì về mình đã farm lãi suất của mình ăn được 0.0017 tốc càng 0.00 tốc càng avat nè bạn. Đây thì em có 21 Adbun trong mắt. Cái mục này thì Adbun thì các bạn nào muốn farm thì Adbun thêm. Còn này là một group nè các bạn. Group lấy sức quá. Mục này là một shop bun. Rồi thì các bạn cứ việc farm như vậy các bạn. Sau khi bạn farm xong thì các bạn click cái phần link dưới mô tả dưới video mình. Các bạn mở link phong nha các bạn. Rồi dự án này chua ăn quá. Rồi nhiệm vụ đầu tiên các bạn follow tại Twitter nè các bạn. Xin tại Twitter nè các bạn theo dõi nè các bạn. Rồi tiếp tục. Này nó có kêu mình khai báo minimum không ta.
Rồi tiếp tục follow minimum nữa các bạn. Rồi trên minimum thì bạn follow nha các bạn. Rồi sau đó các bạn bắt đáp lại lên phong nữa các bạn. Rồi các bạn chọn kênh group nè. Rồi trên kênh group nè các bạn chọn sao các bạn. Rồi tiếp tục các bạn bắt đáp lên nè. Các bạn chọn tiếp kênh seller nè. Rồi tiếp tục các bạn bắt đáp lên nè. Rồi các bạn chọn sao Discord nè. Trên Discord các bạn chấp nhận là mời nghe các bạn. Rồi trên Discord thì các bạn bấm vào một Supply nghe các bạn. Sao mình không có quyền truy cập vào kênh này ta. Chipbot. Chắc cái máy của mình lock không được. Lock ý quên mình lock lại kìa. Vào đây không biết gõ captcha cái nào nữa ta. Sao mình không được vào nhóm nè. Đi support. Rồi các bạn vào nhóm nó là được các bạn. Rồi các bạn copy cái username này nè các bạn. Username Discord của mình nè các bạn. Các bạn sao chép ra nghe bạn. Rồi các bạn bắt up lại cái link phong này nè các bạn. Các bạn dán vào đây nè. UID Discord nè. Rồi dòng đầu tiên thì các bạn link request Twitter nó chưa ấy tờ. Sao các bạn vào Twitter các bạn tăng 5 người bạn like đi các bạn. 5 người quên tweet. Rồi các bạn like nè. Các bạn chỉ dẫn tweet. Bài nào ta. Bây giờ tới game đi các bạn. Rồi các bạn tăng 5 người bạn vào nè. Tweet lên nè. Rồi sau đó các bạn nhập vào Twitter. Sau đó các bạn nhập vào Nvata nè, nhập một hồ sơ nè. Nhập vào chia sẻ nè các bạn. Rồi sau chép liên kết gọi là vào link phong này nè. Trời ơi. Dán vào link retweet chỗ này nè. Tiếp tục điền địa chỉ email nè. Rồi điền địa chỉ email mình là Anh Nhân Quỳnh nè. Rồi tiếp tục điền username Twitter mình nha các bạn. Rồi tiếp tục thì các bạn điền là username Telegram mình nha các bạn. Thì các bạn mở Telegram mình ra nè các bạn. Các bạn nhập vào ba kênh cùng. Vào setting. Copy username Telegram chỗ này nè. Rồi ở vào điểm phong này nè. Tiếp tục submit ID minimum. Thì các bạn nhập vào minimum nè các bạn. Rồi setting minimum các bạn nhập vào ảnh một đen đen nè. Rồi nhập vào avatar các bạn nè, các bạn copy username ở chỗ này nè các bạn. Rồi dán vào đây. Các bạn bỏ từ dấu thân này đi các bạn, dấu vạch này đi. Rồi tiếp tục mình địa chỉ với EC của các bạn đã EC 10 mình nha bạn. Dạ, wallet. Các bạn sao chép nè. Rồi gửi vô đây nè. Rồi bạn bấm Z nha bạn. Rồi đây thì nó kêu các bạn. Rồi cái mục này thì bạn có gửi nào thì các bạn điền vào các bạn bấm gỡ là xong nha các bạn. Rồi vậy video mình đã hướng dẫn các bạn tham gia trình này gấp testnet từ dán ve balancing đến đây cũng kết thúc các bạn. Vậy mình chào tạm biệt các bạn, hẹn tất cả các bạn vào những video clip tiếp theo từ mình nhé.